con có thể hỏi đó. Nhưng trước hết là các bạn phải làm đã, ok chưa? Thì hôm nay anh sẽ cùng với lớp mình, ứng dụng cái phần này, ứng dụng những cái liên quan đến CSS của buổi trước mà chúng ta đã học, để chúng ta apply nó vào trong cái giao diện này. Tại sao anh lại lấy cái giao diện này? Bởi vì các bạn nhìn vào đây thì nó gần giống với một trang tạp chí kiểu như này, nó giống một trang bìa, gọi là một trang báo, báo báo kiểu dạng là bìa của trang báo đó. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất của thằng Flow nó sinh ra là trước đây á, lịch sử của nó, nói lại một chút thì nó sinh ra để giải quyết cho những cái dạng trang, dạng kiểu tạp chí, những cái khối catalog, những cái dạng blog nó đơn giản đó, nó không quá nhiều chi tiết, nó kiểu như trang này. Thì chúng ta sẽ chọn giải pháp là dùng Float. Còn khi mà chúng ta xây dựng trang chạy, đáp ứng chạy cho cả trên mobile, trên tablet và chạy trên desktop, thì chúng ta sẽ không lựa chọn Float để làm. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta sử dụng Float để dựng giao diện cho một trang thì cực kỳ phức tạp, thì chúng ta sẽ phải làm cực kỳ vất vả. Chúng ta vẫn làm được thôi, nhưng nó sẽ cực kỳ vất vả đó. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất của Float, khi mà chúng ta ứng dụng nó vào dựng giao diện ấy, thì chúng ta sẽ phải xét độ rộng, width cho từng cái khối div của chúng ta. Nó tức là chúng ta sẽ phải fix cứng giá trị của nó, set width để chúng ta chia layout. Thì đấy là cái nhược điểm của thằng float. Nếu mà chúng ta không có thuộc tính width, chúng ta sẽ không thể float được. Ok chưa? Thì anh sẽ cùng lớp mình phân tích cái giao diện này. Giao diện này các bạn làm, những bạn làm rồi thì có gặp vấn đề gì không? Những bạn mà làm giao diện này rồi này, thì có gặp vấn đề gì không, hay là có cái gì hay muốn chia sẻ cho cả lớp không đối với giao diện này? Thì ở đây anh sẽ sử dụng anh sẽ sử dụng Photoshop để anh lấy mã màu. Đây, chúng ta mở Photoshop lên này, chúng ta click vào cái bảng màu này, đây là chúng ta có thể lấy ra được mã màu tương ứng đó. Ok chưa? Rồi, nếu mà các bạn không có gì chia sẻ thì anh sẽ bắt tay vào làm cái này luôn. Đây, các bạn hoàn toàn có thể đo cái kích thước của trang này. Đây, kích thước của trang thì đơn vị của nó là pixel. Các bạn hoàn toàn có thể đo bằng cách thủ công như thế này. Các bạn đo thủ công như thế này thì các bạn cũng sẽ xác định được là cái này nó có độ rộng là bao nhiêu pixel. Đây, đơn vị của nó đang là inch. Anh sẽ để ở đây một cái ruler ở đây như thế này. 1500 pixel, đây là cái độ rộng của nó, chiều cao 3400. Chiều cao thì chúng ta không care rồi. Đó. Tuy nhiên chúng ta sẽ không làm với độ rộng 1500. Được chưa? Thì chúng ta sẽ đi phân tích một chút. Chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Chúng ta sẽ sử dụng thẻ div để làm giao diện này. Được chưa? Thì các bạn nhìn thấy này. Phần Z index à? Ok. Phần Z index thì nó sẽ ứng dụng luôn vào trong phần này này. Nó sẽ được dùng luôn vào trong đây. Cái form này nó nằm ở trên hai cái khối này. Đó. Lát nữa chúng ta sẽ nói đến. Ok, thì trang của chúng ta nó sẽ như thế này. Đầu tiên các bạn nhìn thấy này, cái màu ở bên ngoài này này, cái màu ở bên ngoài này nó chính là cái background, chính là cái màu nền, màu background cho cả trang. Được chưa các bạn? Và trang này của chúng ta thì nó sẽ padding top một khoảng đây, padding top một khoảng đó. Ok chưa?
Và cả cái trang này thì nó sẽ có một cái khối deep lớn như thế này để chúng ta đưa nó ra giữa. Khối deep lớn này nó sẽ rộng đâu đó khoảng, anh sẽ đo, chúng ta sẽ sử dụng thước đo như thế này. Anh giả sử anh để cái này đây, đây là cái độ rộng của cả trang này. Anh thử xem nó bao nhiêu pixel. Nó sẽ rơi đâu đó khoảng 1200 pixel. Đó, ok chưa? Thì chúng ta có một cái deep lớn như vậy. Chúng ta có một cái deep lớn khoảng 1200 pixel. Được chưa? Và chúng ta sẽ có gì nữa? Chúng ta sẽ có một cái deep ở trên này. Đó, một cái deep lớn ở trên này. Và trên cái deep lớn này sẽ có hai cái deep nhỏ ở trong, chứa hai thành phần này. Tiếp tục ở bên dưới này chúng ta sẽ có deep này. Đó, được chưa? Và bên dưới này cũng tương tự như vậy. Đây, anh sẽ sử dụng thẻ deep. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng ULLI cũng được, nhưng ở đây anh sẽ lựa chọn sử dụng deep. Dưới này chúng ta cũng có một thẻ deep như thế này. Được chưa? Bên dưới này cũng tương tự như vậy, có một deep lớn và chúng ta sẽ đi chia nhỏ nó ra để làm. Dưới này cũng có một deep lớn này. Đây. Và một cái deep lớn ở đây. Được chưa? Thì cả cái này này, cả cái phần mà các bạn đang nhìn thấy này này. Đây. Đây, toàn bộ này chúng ta hoàn toàn có thể cho nó vào một thẻ deep. Đó. Ok chưa? Và chúng ta sẽ trong cái deep lớn đó thì chúng ta sẽ có position cho ba thằng này. Và thằng này. Được chưa các bạn? Đó, cuối cùng là footer. Thì bây giờ anh sẽ tiến hành làm. Đây. Phần ảnh thì anh đã chuẩn bị cho các bạn rồi. Anh sẽ mở nó lên này. Đây chính là cái ảnh gốc của nó. Chúng ta có một vài cái ảnh con. Đây. Đây. Đây sẽ là cái ảnh gốc của nó. Anh sẽ tiến hành làm. Đầu tiên anh sẽ đặt một, anh sẽ tạo ra một thư mục để chứa file CSS. Anh tạo ra một file index.html. Ok chưa? Thế các bạn nhìn vào đây. Đầu tiên chúng ta lấy, chúng ta sẽ tạo ra một trang HTML như thế này. Đó. Thực hành CSS flow. Đó, dựng giao diện với flow. Thì đối với một trang thì chúng ta có rất nhiều cách để làm. Nhiều bạn sẽ lựa chọn ở đây là dùng thẻ ULLI, có nghĩa là UL này. Đấy, các khối vuông này sẽ là từng cái LI một này. Đó. Sau đó các bạn float cũng là một giải pháp. Nhưng ở đây anh sẽ sử dụng deep để anh hướng các bạn theo cách là chúng ta chia nhỏ vấn đề ra và đi từ trên và xuống và đi từ trong, từ ngoài mà vào. Đó, mục đích là như vậy. Anh quay trở lại phần số code này. Thì trong đây anh sẽ có một file CSS như thế này. Anh tạo ra là style.css. Sau đó anh lưu nó lại. Đó. Ở đây anh sẽ nhúng nó vào như thế này. Sẽ là CSS style như thế này. .css. Ok chưa các bạn? Ok chưa? Sau đó anh sẽ làm gì? Sau đó thì anh sẽ tiến hành làm như sau. Chúng ta sẽ đi dựng HTML trước. Như anh nói là chúng ta sẽ có một cái thẻ deep lớn. Đây, anh có một cái deep lớn có ID anh để ví dụ như là
mail, hoặc anh để là app đi, cả cái application của chúng ta. Ok chưa? Có nghĩa là cả cái div lớn anh bao bọc toàn bộ những thằng này. Đầu tiên anh sẽ có cái khối ở trên này đó, và anh có khối ở dưới này, thì anh sẽ có một cái div lớn như thế này. Div này anh sẽ có class ví dụ như là top. Chúng ta đặt tên ở đây top thì cũng không chuẩn lắm. Ví dụ anh sẽ để là content 1, content 2, content 3. Giả sử như vậy. Chỗ này nó sẽ là phần new, giả sử như vậy. Content 1, content 3, 2. Đó. Thì có thể là các bạn sẽ làm, một số bạn sẽ làm khác theo với cách của anh, khác với cách mà anh đang làm. Đó. Thì chúng ta cứ đi từ trên xuống này đây. Chúng ta có khối này, và trong khối này thì chúng ta sẽ có ULLI ở trong đây. Tương tự ở đây cũng vậy. Thì anh sẽ có cái, chúng ta có thể dùng ULLI hoặc là dùng div. Giả sử anh dùng div đi. Đó. Thôi, anh sẽ dùng ULLI ở đây. Được chưa? Đây. Và chúng ta sẽ có phần này. Đây. Và anh sẽ có cái LI thứ hai. Thì nó là cái tag này. Đây. Chúng ta sẽ lấy một cái tag bất kỳ. Đó, tiếp theo anh sẽ có ULLI cho cái khối thứ hai. Đây, cho cái khối ở dưới này. Và khối ở dưới này. Đó, khối thứ ba tương tự anh sẽ có ULLI. Đó. Ok chưa các bạn? Tiếp theo khối ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có gì? Cũng là một cái div. Các bạn để ý nhé. Chúng ta sẽ có một cái khoảng cách ở đây này. Đó. Thì dưới này anh sẽ có một cái div này anh tạo gọi là new. Đó. Và trong cái div này thì anh sẽ có một cái div lớn. Và một cái bên này, bên trái là một cái div nhỏ. Thì anh sẽ để như thế này, có class là new led. Đó, chúng ta làm như thế này thì chúng ta sẽ xác định cho dễ, cha và đặt tên cho thằng con new right. Ok chưa? Và chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái tag ở đây với thẻ h2. Đó, được chưa các bạn? Rồi, tiếp theo anh sẽ có cái gì? Anh sẽ có khối ở dưới này. Đó, khối ở dưới này thì anh sẽ làm như thế này. Phần này chúng ta sẽ để là phần, gọi như là phần service product đây. Thì chúng ta sẽ để là product như thế này. Chúng ta cũng sẽ có hai div, và bên div thứ hai thì anh có ULLI. Đây. Chúng ta có div thứ nhất như thế này và div thứ hai này. Anh sẽ dùng ULLI. Đó. Anh paste vào. Được chưa các bạn? Tiếp tục chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có phần
Đây, anh đặt cả cái khối dưới này, cả cái khối lớn ở dưới này, anh để là phần form Vector. Anh sẽ có một cái div gọi là class là register. Đó, được chưa các bạn? Và anh sẽ có một cái class là register top, register form và chúng ta sẽ có register là footer. Đó, các bạn chưa cần phải hoàn thiện ngay HTML, các bạn làm cái khung trước, được chưa? Bây giờ anh sẽ tiến hành làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đi reset, thì sau này chúng ta sẽ có cả một cái file reset cơ, nhưng ở đây chúng ta sẽ làm đơn giản như thế này. Từ reset bản chất của anh chạy nó lên đã nhé. Đây, thì các bạn thấy là chạy lên thì chúng ta được cái khung như thế này, chưa có gì cả. Thì bản chất của reset là để cho cái khoảng cách giữa cái trình duyệt với nội dung bên trong nó không bị cách nhau, thì chúng ta chỉ cần để merge không, heading không. Đó, các bạn sẽ thấy là nó sẽ nằm sát vào nhau như thế này, được chưa? Sau đó anh sẽ đặt một cái background bằng cái mã màu mà chúng ta cần. Thì background đó chúng ta sẽ dùng cho thẻ body. Đó, các bạn xem, lúc này cái background nó đã thay đổi, được chưa? Và chúng ta sẽ đặt cỡ chữ. Phông chữ. Anh giả sử anh để phông này. Đó, được chưa? Chúng ta để khoảng 16 cell này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi CSS từ trên xuống. Từ trên xuống. Thì cái mà chúng ta cần CSS đầu tiên đó chính là cái thẻ div, div lớn nhất của trang. Đi từ trên mà xuống và đi mà từ ngoài mà vào. Thì anh sẽ định nghĩa cho thằng app này. App này sẽ có độ rộng width bằng 1200 pixel. Và anh sẽ căn giữa nó bằng cách là để merge không pixel output. Đó, anh chạy lên như vậy và các bạn thấy là nó sẽ tạo ra một khoảng cách với phía trên đâu đó khoảng 15 pixel chẳng hạn, thì đây anh sẽ để khoảng 15 hoặc 20 pixel như thế này. Đó, được chưa các bạn? Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Đối với tất cả thẻ ULLI, chúng ta sẽ list merge không, tức là chúng ta reset một lần đi, heading không, và loại bỏ cái icon đen đen ở đây này. Đó, thì chúng ta dùng cái list title năm này, được chưa? Bây giờ anh sẽ định nghĩa từ ngoài vào, anh sẽ định nghĩa cái này. Đối với class này anh sẽ làm gì?
anh sẽ đặt width cho nó bằng 100%. Và từ thằng này anh sẽ gọi vào ULLI và anh float left cho nó. Đó, thì lúc này ngay lập tức các bạn sẽ thấy nội dung của nó sẽ nằm ngang hàng nhau. Đây, anh đặt border để các bạn có thể nhìn thấy này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Solid. Đó, các bạn sẽ thấy nó nằm ngang hàng nhau này, được chưa? Và anh sẽ set width cho nó mỗi cái bằng 600 pixel. Anh sẽ đặt background cho cái thứ nhất. Thì chúng ta sẽ có một cái dạng selector để chọn ra cái đầu tiên. Đây, cái LI thứ nhất của cái danh sách LI này thì anh sẽ để là first try. Anh sẽ đặt background. Anh lấy đúng mã màu vào thằng Photoshop nữa, trả về. Đó, được chưa các bạn? Các bạn thấy là nó sẽ bằng nhau, nhưng mà có vẻ là hơi lớn. Nếu mà chúng ta để là 600, nó khá lớn. Có đúng không? Đây, margin này của chúng ta. Đây, để anh sẽ đo kích thước của thằng này, kích thước chuẩn của thằng này, thì chúng ta sẽ ra được. Chúng ta sẽ ra được kích thước chuẩn này. Đúng là 600 pixel rồi, ok. Vậy chúng ta lấy đúng chiều cao thôi. Anh sẽ có chiều cao 400. Ok. Thì anh sẽ set chiều cao như thế này. Đó. Anh sẽ lưu nó lại. Và anh sẽ mở nó lên, anh chạy lên. Ok, chúng ta lên được cái khối như thế này rồi. Chúng ta sẽ đi CSS cụ thể vào cho nó. Thì chúng ta sẽ có cái gì các bạn? Chúng ta sẽ có cái tag này. Anh sẽ đặt cái font size của nó khoảng 60 pixel. Tag align bằng center. Đây. Và chúng ta có màu trắng. Chúng ta muốn đặt cái tag này nó nằm giữa, chính là tạo ra độ cao của dòng. Thì chúng ta, đối với trường hợp này chúng ta chỉ cần đặt nó bằng 400. Tức là chiều cao của dòng bằng 400 luôn. Đó. Chúng ta có một buổi để nói về Photoshop. Anh sẽ nói
hôm nay còn thời gian anh sẽ nói cho các bạn được chưa? Thì anh sẽ đưa thằng margin này vào như thế này. Tiếp theo ở bên này thì chúng ta sẽ làm gì? Nó có màu trắng như thế này, chúng ta vẫn set như bình thường thôi. Thì chúng ta có first try thì chúng ta sẽ có last try. Đó, thì chúng ta sẽ giữ nguyên được kích thước như thế này, chiều cao. Chỉ có điều là phông chữ của chúng ta nó nhỏ hơn. Anh chạy ra đây. Đây, phông chữ của chúng ta đây. Và chúng ta phải đặt background lên cho nó là màu trắng. Đồng thời chúng ta sẽ có gì? Cái chữ này nó sẽ nằm giữa. Phông chữ vẫn đang hơi lớn. 24. Chữ của chúng ta thì sẽ có màu gì? Anh sẽ lấy màu chữ chuẩn luôn nhé. Mất luôn nữa. À, nó bị ẩn mất cái công cụ tool rồi. Tool của nó. Control Shift Ray. Nó có một cái để chúng ta có thể show công cụ ra đây. Anh vừa làm ẩn đi, quên luôn cái phím tắt rồi. Chúng ta sẽ show cái công cụ ra. Anh đang cần lấy màu. Các bạn chờ chút anh xem là cái phần tu của nó. Control Shift V. Em cần lấy màu. Select tool. Phần tool. Đây. Tất cả mọi cái nó đều có cái phím để hiển thị để show mới ẩn đi, nhưng mà hiện tại là anh không nhớ nhiều. Đây, paragraph tool đó nó sẽ show lên như thế này. Đây, chúng ta sẽ zoom lớn cái này lên thì các bạn sẽ lấy được cái mã màu mà chúng ta cần. Muốn chính xác thì các bạn zoom nó lớn lên lấy màu đó, kiểu như vậy. Chạy lên này thì đây anh sẽ có color này đó, được chưa? Thì cái này này, cái này bản chất nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ nằm ở trong như thế này, các bạn có thể nhìn nhé. Thì chúng ta nên có một cái thẻ ở trong này, hoặc là chúng ta đặt padding thì nó sẽ đẩy vào. Đặt padding như thế này, trên dưới trái phải, không pixel trái phải, ví dụ như là mỗi bên bằng 50 pixel, thì chúng ta sẽ
trừ đi 100 thì sẽ còn 300, vẫn đảm bảo. Nó đang xuống. Sorry, cái width này chúng ta sẽ đổi lại. Width còn 300 pixel như thế này. Đó, thì đảm bảo nó vẫn ở trên 50 cộng 50. 50. Tốt này. Right là 50 này. Bottom 0 này. 100 thì so với các bạn đây nó sẽ còn 500 chứ. Đó, nó sẽ như thế này. Thì chúng ta sẽ đẩy được cái text xuống. Chữ này thậm chí nó nhỏ hơn cả 24. Phong width là normal. Đó, chữ in đẹp như thế này. Và cái text này có thể là sẽ nhiều hơn. Đây. Và cái này chúng ta sẽ điều chỉnh tạm thời không để line 2 đã. Đó. Được chưa các bạn? Thì làm sao để anh đưa được cái text này ra giữa? Text align center nó sẽ không thuộc cái này nữa. Đây. Và trong quá trình làm thì các bạn sẽ đổi đi đổi lại rất là nhiều để đến khi đạt được cái mà các bạn cần. Đây. Chữ của nó là in nghiêng thì nó sẽ là font style italic. Đó. Và các bạn sẽ có một cách để đưa nó xuống giữa, đó là align item. Và justify content. Cái này thường chúng ta dùng nó là khi đi cùng với flex. Anh sẽ đặt tạm ở đây nhé. Thì nó mới bị ảnh hưởng. Đó. Kiểu như vậy. Chúng ta chưa học đến flex nhưng mà khi nào đến thì anh sẽ nói. Nhưng tạm thời anh muốn căn giữa nội dung ở bên trong này mà nội dung đấy nó là một cái thẻ khác chứ không phải là text thông thường, thì chúng ta sẽ dùng align item và dùng justify content để chúng ta làm việc đấy. Ok chưa? Rồi, đi tiếp nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp. Tiếp theo ở dưới này thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ đi định nghĩa cho cái div thứ hai. Đây. Toàn bộ phần này anh sẽ gọi là content 1. Chúng ta có comment đây. Content 1. Xuống dưới này thì chúng ta sẽ có content 2. Để sau này các bạn nhìn lại code các bạn cũng thấy dễ hiểu hơn. Đó. Đối với div thứ hai thì sao các bạn? Chúng ta sẽ có một cái thẻ h ở trong này. Chúng ta sẽ có một cái content ở đây. Và có một cái link thẻ A. Thì anh sẽ làm như sau. Đây. Div 2 này anh sẽ có một cái thẻ H3. Đó. Anh có thẻ H3 như thế này. Đó. Và anh sẽ có một cái thẻ P là thẻ nội dung. Đó. Rồi. Anh chạy ra lên này. Cuối cùng thì ở dưới thẻ nội dung này anh sẽ có một cái thẻ A, thẻ liên kết.
Readmore, nó có tên là Readmore đúng không các bạn? Đó, thì anh sẽ để đây là Readmore. Bây giờ anh sẽ đi định nghĩa nó. Bên này có màu trắng thì nó sẽ ngược với cái kia, có nghĩa là chúng ta sẽ có cái thẻ đi thứ hai này hơi trùng lập code một chút. Đó, chúng ta cũng sẽ float left và chúng ta sẽ có cho thằng first try này thì sẽ có độ rộng bằng 600 rồi, background màu trắng, chúng ta chạy nó lên, chiều cao là 400. Đây. Đó, được chưa các bạn? Và nó không hề có khoảng cách với cái ở trên. Tiếp theo anh sẽ đi định nghĩa vào thẻ H3. Thẻ H3 của chúng ta thì sẽ có màu này. Thì chúng ta làm như sau. Thẻ H3 nó có màu giống với background của cái trên, có nghĩa là color. Từ đây anh sẽ gọi vào H3 này. Đây, chúng ta đi từ bên ngoài mà vào. Đó, chúng ta gọi vào H3. Thì chúng ta sẽ có color, nó sẽ bằng cái background ở phía trên này. Được chưa các bạn? Anh chạy ra lên nhé. Đó, và chúng ta sẽ đặt cho nó một cái padding của thằng này sẽ là 100, top bằng 0, right bằng 50, bottom bằng 0 và 50 pixel. Ok chưa? Đó, thẻ H3 này anh sẽ định nghĩa cho nó, ví dụ như là font size 22 pixel. Đó, hơi to thì phải. Chúng ta cố gắng làm giống cái design nhất có thể. Đây. Chữ của nó cũng khá nhỏ, chữ to nhưng mà nó khá nhỏ, à khá ít. Đây. Đó, anh sẽ đặt margin. Margin top cho H3 ví dụ như là 50 pixel, lớn hơn 50 đấy. Đây, anh điều chỉnh xuống còn 50 này. Đó, ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta tăng cái padding lên, các bạn nhìn thấy này. Nhưng mà chúng ta chưa giảm cái width nên là nó rộng ra tận đây. Là đang chưa đúng. Đây này. Thì chúng ta sẽ phải xử lý lại đây. Chỉnh lại cái width của nó. Width tăng thêm 100 thì chúng ta giảm xuống còn 500 ở đây. Vì ban đầu chúng ta set bằng 600 ở trên này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy cái chiều cao của nó sẽ không... À, độ rộng của nó sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Click cho cái khối này. Sorry các bạn. Đây. Thì lúc này chúng ta sẽ chạy lên. Đó. Ok chưa? Với cái này thì chúng ta sẽ tạo ra khoảng cách phía dưới. Như thế này. Margin bottom 30%. Đây. Đó, được chưa? Và anh sẽ set cho cái thẻ P này bằng cách là anh sẽ gọi vào thẻ P như thế này. Thẻ P của chúng ta nó sẽ, chúng ta sẽ limit cái độ rộng của nó. Max width
sẽ bằng, ví dụ anh để là 350 pixel. Tại sao lại vậy? Bởi vì các bạn thấy độ rộng của nó chỉ đến đây thôi. Đây, độ rộng nó chỉ đến đây thôi. Đó. Nên là anh sẽ giới hạn cái độ rộng để đảm bảo cái này này. Nó sẽ nhỏ lại. Được, dùng bóc xoay dính cũng được nhé. Được, cho nó nhỏ lại. Được, tắt, anh sẽ điều chỉnh tách đi. Cố gắng giống đi ra. Đó. Màu của chữ này nó cũng khác một chút này. Chúng ta sẽ lấy màu ở trên để cho nó có sự đồng nhất đây. Anh lấy màu ở trên này. Đó, được chưa các bạn? Cuối cùng anh định nghĩa cho cái thẻ thẻ A. Đây, thì chúng ta có thể liên kết này. Chúng ta sẽ có cái thẻ liên kết là thẻ A, thì chúng ta sẽ định nghĩa như sau. Đây, từ cái đầu tiên chúng ta gọi là thẻ A này. Việc đầu tiên chúng ta loại bỏ gạch chân đi. Tách decoration bằng 5. Đó. Display chúng ta sẽ để vào block. Và chúng ta sẽ set width cho nó một quả, ví dụ như là 100 pixel. Chiều cao sẽ là 40. Line 2, 40 pixel. Và có background bằng màu này. Đó, chúng ta chạy ra lên. Đó, thẻ A của chúng ta lúc này nằm đây. Tech decoration. Được chưa bạn? Nó đang chưa nhận cái thuộc tính tech decoration của anh thì phải. À, nhận rồi này. Có color là chưa nhận, sorry các bạn. Color màu trắng. Anh set vào. Color màu trắng. Chúng ta có line 2 bằng 45 pixel. Đó, take align center. Đây. Anh sẽ thêm text align center vào. Ok chưa? Và text transform của chúng ta sẽ là gì? Uppercase. Đó. Chúng ta hoàn toàn thể làm như này trước và lấy vào.
Ok chưa các bạn? Không được để button nhé. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì đây là thẻ liên kết mà. Chúng ta click vào nó phải chuyển trang. Kiểu như vậy. Ok. Và lúc này anh sẽ làm gì? Anh sẽ cái này của chúng ta này các bạn này. Đó, cái này nó xuống gần giữa. Đây. Nó xuống gần giữa. Chúng ta nên đẩy cái margin top của thằng này xuống để nó kéo nó đẩy mọi thứ xuống. Năm đi chẳng hạn, 100 đi. Anh sẽ quyết định để 100. Nhưng mà để bút tần người lại để thẻ A vào thì nó vô nghĩa lắm. Button các bạn dùng cho những cái là form thôi. Các bạn để button cũng được nhưng nên để thẻ A, bởi vì sao? Khi mà chúng ta CSS ấy, thì dù là thẻ gì chúng ta cũng có thể thay đổi lại cách hiển thị của nó. Nhưng các bạn cũng phải bám vào cái việc là chúng ta sẽ dùng cái thẻ đó như thế nào. Ví dụ để thẻ A thì sau này các bạn có phải làm nhàn không? Ném vào đây là cái thẻ liên kết thôi là xong. Kiểu như vậy. Anh sẽ đặt margin top cho cái thằng này. Margin bottom 30 pixel. Đó. Làm sao để chúng ta để nó sang bên phải? Sang bên phải này. Có rất nhiều cách. Vì thằng này nó đang cố định rồi. Các bạn có thể margin cách bên trái khoảng bao nhiêu đó. Đây, anh sẽ để cách left như thế này. Được chưa các bạn? Đó, thì chúng ta sẽ ra được cái giao diện này. Bây giờ chúng ta xem ở phần bên phải này thì sao? Bên phải này thì dễ rồi. Chúng ta sẽ có cái bên phải background giống bên trên. Thì nó sẽ như thế này. Đối với LI là Last try. Anh sẽ đặt luôn background cho nó bằng chính màu chữ ở bên này. Đó. Anh đặt chiều cao 2 bằng 400. Nhìn lên cái đã. Đó. Ok chưa các bạn? Được chưa? Thế chúng ta chỉ đi CSS ở trong này thôi. Trong này bây giờ có gì? Đầu tiên anh sẽ có cái image. Anh sẽ có image trong cái này. IMG. Anh sẽ lấy từ thư mục IMG và tên đường dẫn là gì? Là file này. Cuối cùng ở dưới anh sẽ có cái tag này. Đó. Anh sẽ có cái tag này. Được chưa các bạn? Rồi, bây giờ anh sẽ làm gì? Đầu tiên với ảnh này anh sẽ border.
set width và border cho nó như thế nào. Thì anh sẽ làm như sau này. Từ cái thẻ li này anh sẽ gọi đến thẻ img. Anh đặt border cho nó. Border đây sẽ là border gì các bạn? À, cái đường dẫn anh để chấm này để đảm bảo khi mà sau này các bạn đẩy lên trên hosting nhé, chạy trên môi trường thật nó sẽ không bị lỗi. Có nghĩa là để chấm này có nghĩa là cái file index này cùng cấp với thư mục CSS. Các bạn để thẳng thư mục CSS hoặc là thẳng thư mục IMG là sẽ lỗi đấy khi mà chạy lên trên môi trường thật ấy. Thì đây là Windows thôi. Cái cú pháp này là trong Windows thôi, chứ không phải trong lập trình HTML nhé. Nó là cú pháp đường dẫn ở trong Windows ấy. Border radius này. Radius anh để khoảng 50%. Chúng ta coi xem nó như nào. Đó, nó sẽ thành hình tròn như thế này. Được chưa? Cái text này anh sẽ giới hạn độ rộng cho nó, hay nói khác là anh padding cho cái này cho nó nhỏ lại. Vì chúng ta cũng không có cái gì đối với thằng này cả thì chúng ta sẽ padding lại. Phía trên 0 bên phải khoảng 60 pixel, trái dưới 0 và 60 pixel. Sẽ là 120 thì anh sẽ chỉnh lại cái width. 120 sẽ là cộng với bao nhiêu để bằng 600 thì sẽ là 480 pixel. Đó, được chưa? Anh có thể nâng con số này lên 50, đây sẽ là 75. Đó, 75. Trên, dưới, trái, phải. Đó, ok chưa? Anh sẽ sử dụng cái này, text align center như thế này thì cái ảnh này sẽ ra giữa và anh sẽ đẩy cái ảnh này xuống. Margin top khoảng 100 pixel. Đó, ảnh nó nhỏ hơn một chút các bạn nhỉ. Anh sẽ để như thế này nhé, không điều chỉnh nữa. Và anh sẽ tác động vào thẻ P. Đây, thì anh tác động như thế này. P của anh có màu trắng. Có phải màu trắng không? Nó là màu trắng. Đó, và anh sẽ để mark width cho thẻ P. Đó, được chưa các bạn? Đây, và anh hoàn toàn có thể đẩy cái thẻ P này đi xa một chút bằng cách là margin right. Sorry các bạn, margin left. Anh để tạm như này, sau đó anh sẽ điều chỉnh ở trên này. Đó, đó, anh sẽ để là 20 pixel. Rồi, anh xong cái ở trên này. Đó, đại loại là như thế này.
Ok, chúng ta sẽ làm phần xuống phần dưới này. Chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Ở dưới này thì sao các bạn? Dưới này thì còn dễ hơn đúng không? Không, tách đó là nó tự xuống dòng. Cái tách này nó tự xuống dòng mà. Đây. Không cần float left gì cả. Rồi, bây giờ các bạn nhìn cái dưới này, cái này thì dễ quá rồi. Có một cái ảnh bằng 600 pixel, chiều cao là bằng 400. Bên này có một cái H3 tách thẻ A và nằm ở giữa. Quá dễ rồi. Anh sẽ làm như sau. Đây. Không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp này không bị ảnh hưởng. Cái tách này, tách này anh có căn lề đâu, đây này, margin mà tách align mới là bị ảnh hưởng, tách align center không ảnh hưởng. Tiếp theo anh sẽ định nghĩa đến cái content tree nhé, chính là thằng này, chính là cái khối này. Thì đây rồi, anh sẽ CSS cho nó. Đó. Chúng ta sẽ có div có class là thế này. Chúng ta sẽ gọi đến ULI đạt width bằng 600 pixel. Đạt luôn 2 400. Float left. Chạy lên. Đó, chúng ta có luôn cái khối này. Cái bên phải thì đơn giản rồi. Với cái nội dung bên phải này chúng ta chỉ truyền một cái image vào là xong. Đây, image của chúng ta này. Anh chạy lên nhé. Đó, thì chúng ta sẽ phải chúng ta thể hoàn toàn có thể set luôn đây. Giới hạn luôn cái độ cao. Đó, ok chúng ta xem là cái khối dưới này nó có cách ở trên không, thì không, nó cũng sẽ chạm vào cái mép của cái bên phải phía trên. Đây, được chưa các bạn? Rồi bên này thì sao? Bên này anh hoàn toàn có thể lấy cái ở dưới này xuống, đúng không? Cái này chúng ta đang làm có vẻ sai này. Đây. Sao cái này của chúng ta lại bị ảnh hưởng bởi đây đang bị ảnh hưởng bởi cái này này các bạn này. Đó. Đó. Tạm bỏ cái này đi. Không quá 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 cần. Đây. Hình như là Phú lúc nãy nói là nói đến cái này đúng không? Nói đến cái bị ảnh hưởng là cái mà anh vừa phát hiện ra đây đúng không? Cái mà Phú nói này này. Ok, nó sẽ phải như thế này, anh hoàn toàn có thể lấy cái này xuống nhé. Đó, anh bê nó xuống đây. Ok,
Ok chưa? Anh xem CSS đây nó có gì khác không? À, CSS thì khác. Tất cả trên với dưới này cùng màu nhau. Thẻ A thì nằm giữa. Đây. Anh sẽ làm như sau. Anh sẽ lấy cái thuộc tính của thẻ A trước đó. Đây. Anh apply cho cái thẻ A của anh nhưng với content là free. Với cái này sẽ là last. Đó, anh áp dụng vào thì anh được cho thẻ A và anh sẽ không có margin left nữa. Đó là cái đầu tiên. Thẻ tiếp theo là thẻ H3 anh sẽ lấy ở trên. Anh chỉ đổi màu thôi. Đó, thì nó rất là nhanh. Anh làm như này thì nó sẽ rất nhanh. Các bạn sẽ thấy chưa nhận. Đây, anh sẽ thay cái này là 3. Chúng ta đủ màu set cỡ chữ margin top, margin bottom. Đang chưa nhận. Thẻ chúng ta là H3 này. Content 3 này. Content 3 anh thay rồi mà. À rồi sorry. Content 3 này. Đó. Thì nó sẽ như thế này. Và anh sẽ đặt padding hai đầu cho cái thẻ lớn này. Cái này của chúng ta có màu gì? Có màu trắng đúng không? Background này của chúng ta có màu trắng. Đó, nó đã nhận màu trắng. Và chúng ta đặt padding cho nó. Padding 0 này. 75 pixel 0 75 pixel. Và trong đây anh sẽ có gì? Trong đây anh sẽ giảm cái này đi xuống còn 450. Như thế này. Đó. Ok chưa? Anh lại bị ảnh hưởng ở bên này rồi này. Bởi vì sao? Bởi vì cái này giữ nguyên. Anh chỉ dùng cho cái lát thôi. Thì anh sẽ phải định nghĩa như thế này. Đây. Anh sẽ định nghĩa cho cái latch, tức là cái div ở bên phải đấy. Thay thế cho cái này. Và set lại width cho nó, trên này vẫn là 600. Dưới này thì sẽ còn 450. Chúng ta vận dụng kiến thức về override ghi đè. Thằng định nghĩa sau nó sẽ override thằng li phía trước này. Đó, được chưa? Lúc này chúng ta xem lại file Photoshop nhé. Chúng ta sẽ đổi màu chữ. Màu chữ thì anh sẽ lấy giống ở trên này. Để có sự nhất quán thì anh sẽ lấy giống màu trên. Thì ở đây màu chữ của chúng ta này. Thẻ A này. H3 này. Sorry các bạn, thẻ A thì vẫn giữ nguyên màu trắng. Nhưng mà thẻ P đây này, thì sẽ có màu khác. Đó, ok chưa? Rồi. Chúng ta điều chỉnh một chút thôi. Đây. Các bạn thấy là nó nằm ở vị trí chúng ta cần rồi. Bây giờ cái này thì anh sẽ cho nó xuống dưới một chút, ví dụ như là margin bottom 20 pixel chẳng hạn như vậy. Và anh sẽ đưa thằng này ra giữa.
Margin bottom là 20 pixel. Và anh điều chỉnh từ A này. Margin left. Xem nó ra giữa chưa. Đó, chúng ta có thể thay đổi lại một chút. Khi mà các bạn làm dự án thật ấy, các bạn sử dụng cái này của trình duyệt rất nhiều luôn, kể cả người đi làm có kinh nghiệm rồi. Bởi vì sao? Cái này nó giúp cho chúng ta căn chỉnh được cái chuẩn nhất để chúng ta lấy. Đó. Nên là các bạn đừng có ngại việc dùng cái này. Người đi làm rồi họ cũng dùng, phải dùng. Rồi, ok chưa? Thì chúng ta sẽ được cái giao diện như thế này. Được chưa các bạn? Rồi, tiếp tục này. Tiếp tục nhé, dưới này thì dễ quá rồi. Một bên này là chúng ta có phần tin tức và bên này chúng ta có cái ảnh. Nhưng ở đây kích thước có vẻ khác nhau các bạn. Kích thước có vẻ khác nhau. Đây này. Anh sẽ đo để anh lấy kích thước cuối cùng. Anh dùng luôn cái này. Ok này. Chưa chính xác lắm đâu. Nó sẽ rơi khoảng 800 pixel này. 800 này. 600 này. 800 này. Người của mình nhìn 2 này. Ok. Tiếp theo anh sẽ select đến phần new. Thì với cái div new này, anh sẽ gọi đến ULLI cái đầu tiên, first li first try như thế này. Anh sẽ định nghĩa width cho nó bằng 800 pixel. Đó, ok chưa? Tám trăm có màu trắng, chiều cao bao nhiêu đây? Chiều cao khoảng 375, cho là 400 đi, cho giống nhau. Anh sẽ set chiều cao cho nó 400 pixel. Trái lại cái bên này thì sẽ có chiều cao, có độ rộng là 400. Last try. Width 400. Đó, ok chưa các bạn? Anh chạy thử lên nhé. Background của thằng này màu trắng. Còn cái bên này thì chúng ta nhúng ảnh vào. Ở đây thì chúng ta lại không dùng. Sorry các bạn. Cái new thì chúng ta lại không dùng ULLI. Đó, thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở đây thôi. Gọi đến class này. Đó. Và dưới này thì gọi đến class này. Anh sẽ bấm img ở đây. Anh sẽ đưa cái ảnh này vào. Rồi, thì chúng ta phải float ở đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ float left cho hai cái này.
Đó. Nó sẽ nằm như thế này. Nhưng cái này chúng ta sẽ phải giới hạn lại cái độ rộng cho cái ảnh này bằng max là 100 thôi. Đó, hiểu chưa? Và chúng ta có thêm một điểm nữa ở đây. Đó là cái này này các bạn này. Nó sẽ cách với những cái ở trên một khoảng. Thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ phải set cho cái new này. Cái new là cái đang bao tất cả những cái kia. Thì chúng ta sẽ merge top. Đây, anh sẽ chạy lên. Đó. Nhưng về cái anh sẽ giải thích một chút. Về cái new này nó nằm trong hai cái con là new right và new left. Mà nó lại hai cái con này lại float left nên thằng này phải float left thì nó mới nhận merge. Đó. Được chưa các bạn? Các bạn nhớ cho anh cái điểm này nhé. Ok chưa? Nhưng mà cái này đang có vẻ hơi cao nhỉ? Chứng tỏ chiều cao của nó sẽ là hơn 400. Đúng rồi, vì kích thước tách ở đây nó cũng khá là dài. Đây. Chúng ta xem này, đó. Anh sẽ để chiều cao là auto. Bên này sẽ là auto. Đó, được chưa bạn? Nhưng mà min 2 chắc là phải để bằng cái ảnh này. Min 2 để bằng 600. Đó, ok chưa? Bây giờ anh sẽ CSS cho cái bên này. Đầu tiên anh sẽ đặt padding cho nó bằng mỗi bên bằng khoảng 75 pixel. 0 pixel, 75 pixel, 0 pixel, 75 pixel. Đó, thì đây anh sẽ trừ đi khoảng 150 thì sẽ còn 650. Đó. Tiếp theo anh sẽ làm gì? Anh sẽ lấy cái nội dung này. Anh đưa vào bên này. Chúng ta sẽ có cái thẻ P đầu tiên. Chúng ta có thẻ P thứ hai. Bốn thẻ P như thế này. Đó. 4, 5 thẻ P như thế này. Rồi, ok chưa? Và anh sẽ đi CSS cho từng cái từ bên ngoài mà vào. Thì từ cái new left này anh sẽ làm như sau. Anh sẽ gọi đến đầu tiên là thẻ H2 kia. Thẻ H2 này anh sẽ lấy giống thẻ để chúng ta có đồng nhất về màu lại. Anh sẽ lấy giống thẻ H3 ở trên cái mà chúng ta làm lúc đầu cho màu nó giống nhau. Và kích thước chữ nó cũng sẽ giống nhau nữa, nó sẽ có sự đồng nhất. Đó. Rồi tiếp theo anh sẽ định nghĩa CSS cho các thẻ P.
Cỡ chữ có vẻ lớn hơn các bạn. Từ bên New Lab này. Đây, anh sẽ định nghĩa vào thẻ P. Anh sẽ làm như sau này. Đối với thẻ P thì chúng ta có màu này. Đây, chúng ta sẽ có màu này. Và chúng ta sẽ có line 2 cho nó, ví dụ bằng 25 pixel. Đó, và anh sẽ cách nhau mỗi cái đoạn này, anh sẽ cách một khoảng margin bottom 10 pixel. Đó, 20 pixel như thế này. Ok chưa? Các đoạn cách nhau kiểu như vậy. Và anh sẽ có cho thẻ A. Thẻ A của anh ở đây nó sẽ như thế này. Thẻ A của anh thì nó giống thẻ này. Đó, thì từ cái deep new này, new left này, anh sẽ gọi vào thẻ A và anh định nghĩa như thế này. Và đây sẽ là read more. Chưa nhận các bạn ạ. New lab này, thẻ A ớt, đúng mà. À, anh bị thiếu một chữ S. Đây. Đó, thì các bạn thấy là khi mà chúng ta làm ấy, các thuộc tính này nó cứ lặp đi lặp lại, và những cái thành phần ở trên trang ấy, nó cũng sẽ lặp đi lặp lại cái CSS mà chúng ta dùng. Ok chưa? Chính vì vậy mà chúng ta sẽ sử dụng nó kiểu kiểu copy như anh làm ấy, thì nó sẽ rất là nhanh, chúng ta đi sẽ rất là nhanh. Đó. Và chúng ta đẩy nó sang góc bên này. Anh nhân thêm một cái page nữa cho nhìn cho nó hợp lý. Đó. Anh sẽ đẩy nó sang góc bên này. Anh sẽ căn sang này. Sau này chúng ta dùng sang flex, chúng ta sẽ không margin kiểu này nhé, không tốt. Đó, tạm thời anh cứ làm như này đã, thậm chí là anh sẽ margin cả phía trên nữa. À, vì thằng này chúng ta không float nên không thể margin được lên phía trên. Đó, 485 được chưa các bạn? Phải chạy lên. Đó, thì chúng ta được cái phần ở phía dưới này. Lớp mình có hiểu anh đang làm không? Đúng rồi đấy, như Hiếu nói là chúng ta có thể hoàn toàn thể dùng chung class được. Nhưng mà để các bạn rút ra được cái kinh nghiệm như thế, các bạn làm cái trang này ít nhất là một lần. Đó, làm một lần và các bạn sẽ thấy là ô, sao nó bị trùng lặp như vậy? Kiểu kiểu như vậy. Sau đó các bạn làm lần 2 thì chắc chắn các bạn nhìn code của bạn sẽ tốt hơn. Và làm lần 3 thì lúc đấy sẽ tối ưu hơn. Đó. Nếu mà các bạn không làm mà các bạn nhìn đây mà các bạn biết phân tích và chia nhóm class các thứ thì các bạn phải là người có kinh nghiệm rồi. Có nghĩa là các bạn làm rất nhiều ở những trang khác rồi. Thì khi mà nhìn vào giao diện các bạn mới phân tích được. Thì yếu tố quan trọng vẫn là chúng ta phải làm. Rồi, ở dưới này thì sao? Anh sẽ làm phần dưới này. Đây.
anh sẽ làm như sau. Đây. Thì ở bên này nó sẽ trái ngược với cái ở trên, có nghĩa là bên này sẽ là 400 còn ở đây sẽ là 800. Thì anh sẽ làm nó như sau. Đây, chúng ta có cái khối này. Product info. Chúng ta sẽ có product left và product right như thế này. Ok chưa các bạn? Anh sẽ có product info này. Cái này nó sẽ cách phía trên một khoảng, nên anh sẽ đi định nghĩa cho thằng product info đầu tiên như thế này. Đây, sẽ là margin tốt khoảng 30 pixel product left. Đó. Chúng ta chạy lên này. Đó, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Các bạn thấy ở đây tất cả nó đều màu trắng, nên là anh sẽ định nghĩa luôn background cho thằng này màu trắng. Bây giờ anh sẽ định nghĩa đến thằng led. Width bằng 400, chiều cao anh để khoảng 400 này. Đây, anh sẽ đưa cái ảnh vào luôn, anh sẽ đưa cái ảnh vào đây luôn. Thì ở đây sẽ là gì? IMG image width anh để 400. Đó. Ok chưa? Anh sẽ dựa kích thước của cái ảnh này để anh xét chiều cao chung thì nó sẽ là 600. Đó. Rồi. Và chúng ta sẽ đi float left cho cái này. Và float left cho thằng right, thằng right. Cho thằng này. Đó, và chắc chắn rồi, bên này chúng ta phải set width cho nó 800 pixel. Đó. Ok chưa các bạn? Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Coi như phần bên trái đã xong. Khi các bạn zoom này thì nó đảm bảo vẫn ở giữa. Đó. Phần bên trái đã xong rồi đúng không các bạn? Đây, chúng ta sẽ làm sang phần bên phải. Thì phần bên phải chúng ta sẽ có ULLI. Từ đây anh sẽ định nghĩa vào ULLI như thế này. LI anh sẽ đặt một cái float left, tức là anh sẽ lại cho hai cái LI này nằm ngang hàng nhau giống như thế này. Ok chưa? Anh sẽ tạo ra một cái khối như thế này với cái nội dung là đây. Anh sẽ đi xem kích thước của nó.
Đó. Chúng ta xem kích thước của nó này. 350 550. Anh để như vậy đi. 350 pixel và chiều cao là 550 pixel. Và anh đặt border cho nó. 1 pixel sâu lên và anh sẽ lấy đúng cái màu này. Đó. Anh sẽ lấy đúng cái màu này làm cái đường viền. Ok chưa các bạn? Anh chạy lên nhé. Lưu vào chạy lên. Đó. Anh có hai cái khối này rồi. Vấn đề của anh bây giờ là làm sao cho nó ngon lên hơn. Rồi. Cái này nó lại như thế này à? Tức là cái này nó lại hơi dị một chút là các bạn nhìn này. À đâu, nó có border hết, anh tưởng là có một cái có border. Đây. Đó. Thì bây giờ chúng ta làm nó như thế nào? Chúng ta sẽ đi xử lý ở bên ngoài trước đã, căn chỉnh ở bên ngoài cho nó cân đối đã. Đây, có thể là anh sẽ giảm cái này xuống. 330. Đó. Sau đó thì anh sẽ đặt margin right và left 10 pixel như thế này. Margin tốt. Anh sẽ để khoảng 10 pixel và anh đẩy như thế này. Đó. Chúng ta nhìn. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Tạm ổn đúng không? Đây, khá là sát mép. Thậm chí chúng ta giảm cái chiều cao đi nữa. Rồi, ok, tạm thời anh sẽ sửa lại. Đó, anh sẽ sửa. Đó, ok chưa? 520. Rồi. Rồi, ok. Sau đó thì trong đây chúng ta sẽ có một cái thẻ H3 như thế này. Chúng ta sẽ có một cái thẻ, ví dụ anh để là H3 theo đúng cái này, Standard Blend Advanced Blend kiểu như vậy, thì anh sẽ làm như thế này. Standard và dưới này anh sẽ có một thẻ small, không biết nó là gì, 25 per month. Chúng ta sẽ để như vậy, 25 per month. Tức là như này, 25 trên tháng đấy. Đó, ok chưa? Bên này ví dụ bên này nó sẽ là cái gì các bạn? Standard và chúng ta có một cái là Advanced. Đó. 40.
Ok chưa? Anh sẽ chạy lên. Bây giờ vấn đề của chúng ta là chúng ta sẽ phải đi xử lý cho thằng này. Anh sẽ đi set S cho cái mà chúng ta vừa thêm vào. Đây. Và các bạn thấy là cả cái khối này nằm trong đây. Thì anh sẽ làm như sau. Anh sẽ có một cái div class là header import. Đó. Rồi. Rồi, anh sẽ đặt background cho ông này. Đó, anh sẽ mapping từ thằng này vào. Để đảm bảo sau này nếu mà có một thằng nào khác có tên là header info nó cũng không bị ảnh hưởng. Bởi vì nó ở chỗ khác. Color đây. Được chưa các bạn? Tách màu trắng. Color màu trắng. Không width là normal. Và chúng ta sẽ để chiều cao khoảng 50 pixel. Hơi thấp. Anh sẽ dùng CSS ở đây anh sửa cho nhanh. Anh sẽ xử lý như thế này. Đó, line 2 sẽ bằng 80 pixel. À, vì chúng ta có text. Text vào line center. Đó. Chúng ta sẽ đặt padding tốt thì hay hơn 10 pixel. Và giảm cái chiều cao xuống. Đó, thì hay hơn nhiều. Ok chưa? Anh sẽ đưa nó vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ có gì? Thông tin ở bên trong này thôi, đơn giản. Nó là các thẻ LI hoặc là các thẻ LID, kiểu như vậy. Các bạn muốn để là gì cũng được. Trong đây bây giờ các bạn để là gì cũng được. Đó, ví dụ như là một cái gì đó kiểu vậy. Anh sẽ để như thế này. Cuối cùng là thẻ A. Đó, giả sử như gói S3 này nó có các thông tin như thế này. Thằng S3 này nó nhiều hơn thằng kia một chút, kiểu thế. Sau đó thì anh sẽ có thẻ A ở đây. Register. Đó, đăng ký ngay. Bài. Rồi. Đó, được chưa các bạn? Rồi. Và anh sẽ đi định nghĩa cho thẻ A trước khi định nghĩa cho thẻ B. Cái này anh sẽ để là by. By như thế này. Anh sẽ để background bằng đúng cái màu này. Background.
Display block. Một trăm pixel. Hai phẩy ba năm pixel. Click align sector. Color. Đó. Line 2. 40 pixel. Không sai. 14 pixel. Text decoration. 5. Anh giả sử như vậy. Đó. Ok chưa các bạn? Sau đó anh sẽ định nghĩa cái gì? Anh sẽ định nghĩa cái LI này của chúng ta. Text Align Center. Center. Đó, bây giờ anh sẽ định nghĩa vào thẻ P. P thì đơn giản rồi. Chúng ta sẽ lấy cái mã màu này. Margin top bằng 10 pixel. Tức là anh sẽ đẩy nó xuống. Định nghĩa chung chung cho thẻ P. Thì đây sẽ là margin top 20 pixel và color màu này. Đó. Ok chưa các bạn? Đây. Anh muốn là đẩy cái này xuống một khoảng. Thì chúng ta đẩy như thế nào? Và đẩy cái này xuống một khoảng nữa. Vì các bạn nhìn này. Đây, đúng không? Thì anh sẽ làm như sau này. Đối với thẻ P đầu tiên. Đó. First try như thế này. Thì anh sẽ margin top cao hơn. 50 pixel đi. Đó. Còn đối với thẻ P cuối cùng thì anh sẽ margin bottom. Last try như thế này. Đây, anh chạy lên nhé. Cho cái đầu tiên này. P first try này. Last try sẽ là margin bottom bằng 30 pixel. Anh sẽ chạy nó lên. Nó đang chưa nhận cái first try và last try của anh. Last try. À, không nhận các bạn. Đối với P này thì nó đang không nhận. Anh đang chưa biết vì sao. Hiện tại nó đang chưa nhận. Rồi ok. Cũng đơn giản thôi. Chúng ta muốn đẩy lên thì chúng ta lại hoàn toàn sẽ tác động từ cái này. Padding top bằng 10 pixel. À đẩy cái này không được. Dùng cái này để đẩy. Chúng ta dùng cái này để đẩy. Margin bottom bằng 10 pixel.
Đó, chúng ta có rất nhiều cách cứ vận dụng Merging và Padding thôi. Chỉ là vấn đề chúng ta đặt nó ở đâu mới là quan trọng. Đây, anh chạy ra lên. Thì cái này rồi, ok, bây giờ anh sẽ vận dụng. Anh sẽ đưa cái này vào. Margin tốt bằng 10 pixel. 20 pixel. 25 pixel như thế này. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Được chưa các bạn? Rồi. À, anh xem nào. Đó thì chúng ta sẽ được cái phần này, nhưng mà cái design của nó anh nhớ là hình như nó bằng nhau thì phải, nó bằng nhau, bởi vì là anh đang cố tình anh thêm một cái option cho thằng này lớn hơn. À, thầy bỏ đi nhá, xử lý cho nó nhàn. Đó đó, ok chưa? Thì chúng ta sẽ có được cái phần này. Rồi, phần dưới này thì sao? Phần dưới này thì anh sẽ tạo ra một cái div lớn ở dưới này. Chúng ta có một cái div lớn rồi. Đây, chúng ta sẽ có cái div lớn này. Anh sẽ xử lý như sau đây. Chúng ta có register này các bạn này. Đây, chúng ta sẽ đi làm phần này. Phần register này nó cũng sẽ cách ở trên một khoảng, thì anh sẽ làm như thế này. Chúng ta là class hay là ID? Class. Thì chúng ta sẽ để margin top bằng 30 pixel. Và chúng ta sẽ đi định nghĩa cho cái top này. Thì thằng này cũng width 100% này. Float left. Và cuối cùng anh sẽ có register của cái này. Background là anh sẽ lấy màu ở đây. Anh sẽ lấy như thế này. Chiều cao sẽ là 165 pixel. Background này width bằng 100%. Đó, chiều cao anh sẽ để là 165 pixel. Ok, anh sẽ chạy ra lên. Đó, thì các bạn sẽ thấy cái nội dung này trước. Được chưa? Và chúng ta sẽ có phần gì? Chúng ta sẽ có phần dưới này. Đây, phần dưới này. Thì cái phần này này, chúng ta sẽ phải xử lý là ở bên ngoài này
cái div lớn này chúng ta sẽ là position relative, còn bên trong này sẽ là absolute. Có hai cách xử lý nhé, hoặc là các bạn vẫn làm như thông thường đó, các bạn vẫn làm như thông thường và các bạn sẽ để, nhưng mà tại vì ở đây nó có một cái khoảng cách này, nếu mà các bạn chỉ dùng ba thẻ div thì nên dùng position absolute, thì anh sẽ làm như thế này, anh sẽ làm như thế này đây. Thì chiều cao của cái này sẽ là bao nhiêu, anh sẽ xem chiều cao của nó là bao nhiêu, anh sẽ dựa đây để anh xem chiều cao 834, anh giả sử là 840 đi, 2 sẽ bằng 840 pixel đó. Anh sẽ để là position relative, thì thằng này sẽ là position absolute và top sẽ bằng 0, right sẽ bằng 0, left sẽ bằng 0. Được chưa các bạn? Anh chạy lên thì kết quả là không khác gì cả. Đó, ok chưa? Tiếp theo anh sẽ định nghĩa đến cái này, vector footer đi. Cái form anh định nghĩa cuối cùng. Đây, register footer nằm trong register như thế này, và anh cũng sẽ có position absolute, nhưng mà lúc này của anh sẽ là bottom bằng 0. Được chưa các bạn? Chúng ta sẽ đặt cái background cho nó là màu này. Cái này nó sẽ có màu này, width 100%. Đó, ok chưa các bạn? Đang chưa nhận position absolute với 100% và chiều cao. Chiều cao anh sẽ để là ví dụ như 200 pixel. Đó. Các bạn hình dung ra một cái hướng làm chưa? Và cuối cùng chúng ta sẽ có cái div form là cái này. Cái form này của chúng ta có màu trắng. Đây. Thì cái form này anh sẽ để như thế này, register có background màu trắng, anh giả sử chiều cao của nó là 600 pixel. Và width của nó ví dụ anh để bằng 800 pixel. Position absolute. Anh chạy lên này, thì các bạn sẽ thấy anh có một cái khối màu trắng như thế này. Được chưa? Đây. Push 800 pixel. Đó. Position absolute. Và anh sẽ cách top khoảng 100 pixel. Có nghĩa là anh đang đè lên trên thằng kia, cách left khoảng 200 pixel. Đó, được chưa các bạn? Và anh tăng cái chiều cao lên để các bạn nhìn rõ hơn cái việc nó đè lên cái form kia. Thì chúng ta đang thấy nó chưa đè lên, bởi vì sao? Thằng này đang có z-index nhỏ hơn thằng màu đen, thằng trắng này này. Anh sẽ nâng nó lên. Sorry, anh sẽ đặt z-index cho thằng footer này bằng 1, thì thằng z-index của cái form này sẽ bằng 2 để đảm bảo nó lớn hơn. Đây, các bạn nhìn nhé. Đây, rõ ràng là thằng này nó đang nằm dưới thằng đen, thằng trắng đang nằm dưới thằng đen, nên anh sẽ đặt z-index cho nó bằng 2 như thế này. Lúc này các bạn chạy lên này. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó nằm ở trên. Ok chưa? Được chưa các bạn? Các
các bạn sẽ thấy nó nằm ở trên. Và ở bên trong này các bạn xử lý đơn giản thôi. Chúng ta sẽ đi đặt form vào trong này. Và chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có các thông tin input các thứ này. Đây. Input này. Anh sẽ đặt form vào lại. Đây. Chúng ta có một cái form action là gì đó, method là gì đó, chưa cần quan tâm quá nhiều đến cái này. Thì đây chúng ta sẽ có input từng dòng như thế này. Đấy, có hai thẻ div các bạn ạ. Một cái bên trái, một cái bên phải như thế này. Panel 1, anh giả sử như vậy. Panel 2. Đó, và bên này là các input. Đến đây thì các bạn chắc chắn là sẽ phải làm được rồi. Đến đây không làm được nữa là hỏng đấy. Đó, và chúng ta có 4 input như thế này. Đó. Được chưa? Thì cái đoạn này, cái đoạn còn lại này, cái đoạn này này, anh sẽ để các bạn hoàn thiện nốt nhé. Là buổi sau anh chữa. Và anh muốn là các bạn làm vào phần dưới này nữa, để các bạn hoàn thiện nốt. Và anh muốn các bạn xem lại video này, làm lại một vài lần và sau đó làm theo hướng mà các bạn hiểu, có nghĩa là tự làm. Được chưa? Và nộp lại cho anh cái bài tập này. Đó, và anh sẽ có thêm bài tập ở buổi này nữa. Được không? Ơi, anh đây. Hiếu nói đi. À, cái này nó là cái placeholder. Cái này bài về form anh có nói đấy. Do email. Chưa lưu được thì phải. Đây. Đó, nhập vào thì mất, xóa đi để lên. Ý yếu là như vậy đúng không? Ok. Những bạn khác có câu hỏi gì không? Bài hôm nay. Các bạn về làm cho anh bài này nhé. Làm lại cho anh bài này nhé. Cố gắng là dựng được giống nhất có thể. Và hiểu được bản chất nữa. Khi mà các bạn dựng với float như này, các bạn sẽ thấy là nó có khá là nhiều cái bất cập. Các bạn thấy là lúc nào mà anh muốn hai cái thẻ nằm ngang hàng nhau là anh phải set width cho nó mới dùng được float. Dùng được nhé, cái này dùng được trong text area, cái placeholder này. Đó, thì các bạn dành thời gian làm lại cho anh bài này nhé. Ưu tiên anh muốn là cả lớp mình nộp lại cho anh cái bài này. Ok chưa? Và hoàn thiện cho anh phần footer, phần form. Có bài mới, yên tâm. Ok, lớp mình có câu hỏi gì không? Ok, không ai hỏi gì à? Ok, nếu không ai hỏi gì thì anh sẽ cho lớp nghỉ ở đây nhá. Lớp mình nghỉ nhá. Rồi, ok, anh sẽ gửi xuống code và
Tech area placeholder. Tech area column placeholder. Em không có thẻ đóng à? Placeholder đúng mà. Đang đúng đấy. Nó ra mà anh đang thử trên máy của anh được đây này. Đây. Anh gửi cho cái mẫu này nhá. Anh chạy được. Bài tập cái bài mà anh demo cho các bạn trên lớp này này. Chính là cái bài tập cũ này thì các bạn gửi cho anh vào thứ năm, còn bài tập mới thì các bạn gửi cho anh vào trước buổi học tuần sau. Ok chưa? Cho các bạn có thời gian để làm bài. Và anh cũng có thời gian để anh chấm nữa. Đánh giá xem lớp mình học như thế nào. Ok. Được chưa? Được chưa? Trường. Rồi ok. Ok, chào các bạn nhé. À các bạn vào đánh giá pin giúp anh với, bạn quản lý lớp bạn nhờ. Trường thử lại đi nhé, có gì không hiểu thì chat lên page anh hỗ trợ. Rồi ok, chào các bạn.